Chào các bạn, trên tay của mình hiện đang có sản phẩm bộ bài của nhà vô địch thế giới World Championship Pokemon Trading Card Game. Thì như đã giới thiệu video trước thì hàng năm Nintendo sẽ chọn ra 4 bộ bài tiêu biểu nhất của 4 nhà huấn luyện thú để mà sản xuất thành cái bộ bài hoàn chỉnh này cho chúng ta. Và chúng ta có thể mua bài này về để trải nghiệm cái cảm giác của một nhà vô địch như thế nào các bạn. Thì cái hộp bài này là của nhà huấn luyện thú Naoto Suzuki. Trước khi mở hộp thì chúng ta hãy cùng xem qua bên ngoài sẵn một chút nha các bạn. Trước tiên thì đây là mặt tiền của sản phẩm với logo World Championship. Và đây chính là con Pokemon đại diện cho giải thi đấu này. Thì năm nào cũng vẫn sử dụng là con Pikachu nha các bạn. Đây là tên của Pokemon trong hộp là Golisodor và của bài thủ là Naoto Suzuki. Ở đây thì cái hộp bài được cắt ra hình giống như là cái cửa sổ các bạn, để các bạn có thể nhìn thấy được cái nội dung ở bên trong một chút thôi. Chúng ta sẽ có một cái huy hiệu ở đây, chút nữa mình sẽ mở cho các bạn xem sau nha. Đây là mặt dưới của sản phẩm các bạn, thì đây sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ về các bạn nha. Đây là mặt bên, đây là mặt bên, và ở đây là cạnh trên, chúng ta sẽ có logo một lần nữa. Ở đây sẽ có tên thông chính hãng cho các bạn, cho M2 phân phối, và các bạn cũng có thể truy cập website của cửa hàng M2 đặt mua sản phẩm này nha. Đây là mặt sau của sản phẩm, thì chúng ta sẽ có phần giới thiệu về cái thành tích của bài thủ Naoto Suzuki đã tham gia giải như thế nào. Thì bài thủ này là Master Finalist các bạn, tức là bước chân vào vòng chung kết của cái bảng cao nhất, đó chính là Master Division. Và đây sẽ là phần mô tả của các sản phẩm có trong cái hộp này. Và ở đây câu là Play Like a Champion, tức là chơi như là một nhà vô địch. Ở đây chúng ta sẽ có là danh sách các lá bài các bạn, và con Pokemon Golisodor. Và rồi chúng ta hãy cùng mở hộp các bạn nha. Để mở hộp thì mình sẽ xé cái phần trên ra nha các bạn. Các bạn cũng có thể dùng kéo cắt ngang qua cũng được, nhưng mà mình thì thích xé hơn để nó không có bị hư hỏng gì hết. Chà, lỡ hư luôn rồi. Không sao các bạn, chỉ là cái bao bì thôi mà. Và tất cả sản phẩm bên trong ở đây. Mình sẽ để cái hộp sang một bên các bạn. Và chúng ta sẽ có là một quyển sách nói về giải thi đấu này. Trong video trước thì các bạn cũng đã coi bên trong sơ sơ đúng không các bạn? Chúng ta sẽ xem tiếp tục ở bên trong còn gì nha các bạn. Đây chính là cái hộp đựng bài, thì chúng ta sẽ có thêm nửa bộ bài nha các bạn. Và nửa bộ bài còn lại là ở đây. Ở đây chúng ta sẽ có một cái huy hiệu là Anaheim với con Pikachu các bạn. Mình sẽ để sang một bên. Và hai lá bài chủ lực mạnh nhất ở trong bộ bài này, đó chính là con Golisobot các bạn. Và lá bài Spotter, chúng ta sẽ có là Rigetti. Tìm trong bộ bài của bạn một con basic Pokemon AX hoặc là ba con basic Pokemon, nhưng không phải là AX nha các bạn, và lấy chúng lên tay. Rồi, chúng ta hãy cùng vào phần mở hai cái hộp bài này nha các bạn. Mình sẽ zoom camera gần lại cho các bạn dễ theo dõi nha. Và rồi chúng ta hãy cùng xem cái nửa bộ bài này trước nha các bạn. Chút nữa chúng ta sẽ vào trong cái phần hộp sau. Thì cái bộ bài này sẽ được niêm phong lại bằng cái lớp nhựa như thế này các bạn, chỉ cần rút ra một cách dễ dàng thôi. Và rồi, đầu tiên chúng ta sẽ có lá bài là Trainer Team May. Bạn chỉ có thể chơi lá bài này khi mà một Pokemon của bạn bị knock out trong cái lượt trước của đối phương. Bạn có thể tìm ô bài của bạn hai lá bài và lấy lên tay của bạn, sau đó xài một bài lên. Một lá bài Spotter rất mạnh luôn các bạn. Các bạn có thể tìm hai lá bài bất kỳ trong bộ bài để thêm lên tay luôn. Bởi vậy, bình thường lá bài sẽ rất là mắc các bạn, nhưng mà được in lại phiên bản của nhà vô địch thì giúp chúng ta có thể sử dụng cách dễ dàng. Kế tiếp chúng ta sẽ có là lá bài Trainer Spotter Guma các bạn. Thay đổi một vị trí Pokemon ở vùng bên với Pokemon Acti ở bên phần sân đối phương. Và nếu bạn làm điều đó thì Pokemon ở vùng Acti của bạn cũng sẽ được đổi chỗ với một Pokemon ở vùng bên của bạn nha. Chúng ta sẽ có thêm một lá Guzma nữa. Đây sẽ là Hex Maniac các bạn. Cho đến cuối cái lượt kế tiếp của đối phương, mỗi Pokemon mà đang ở trên sân cũng như đang ở trên tay của mỗi người chơi và ở dưới mộ các bạn thì nó sẽ không được quyền có một cái ability nào hết. Thì đây là một trong những lá để mà ngăn chặn cái ability của Pokemon nha các bạn. Chúng ta sẽ có là lá bài Spotter N. Mỗi người chơi xào bài trên tay của họ vào trong bộ bài, và mỗi người chơi sẽ rút lá bài lên tay, rút số lượng bài mới lên tay các bạn bằng với lại số lượng fry card mà họ đang có. Chúng ta sẽ có thêm một lá N nữa. Thêm một lá N nữa các bạn. Đây chính là Professor Sycamore các bạn. Bạn có thể bỏ toàn bộ bài lên tay của bạn xuống mộ và rút mới lên 7 lá. Chúng ta sẽ có thêm một lá Spotter nữa.
4 lá nè các bạn. Đây sẽ là Rescue Sketcher các bạn. Một lá bài item quen thuộc. Chúng mình sẽ có 2 lá. Và Ultra Ball các bạn. Discard 2 lá bài, tức là bạn sẽ bỏ 2 lá bài trên tay. Và nếu bạn làm như vậy thì lấy trong bài của bạn một Pokemon cho đối phương xem và thêm nó lên tay. Chúng ta sẽ có thêm một lá Ultra Ball nữa. Thêm một Ultra Ball nữa các bạn. Thêm một Ultra Ball nữa. Đây sẽ là Girly Support GX với máu là 210 các bạn. Kế tiếp nó sẽ có thêm một con Girly Support nữa. Và Double Colorless Energy. Thì cái lá bài này sẽ được tính như là hai cái Energy. Chúng ta sẽ có thêm một lá Energy nữa các bạn. Thêm một lá Energy nữa. Một cái năng lượng hệ cỏ các bạn. Thêm một lá năng lượng nữa. Versus Shaker các bạn. Đặt một lá bài Supporter ở dưới mộ của các bạn lên tay. Thêm một lá VS Shaker nữa nha các bạn. Lá này bình thường thì mắc ghê gớm luôn các bạn. Chúng ta sẽ có là Rainbow Energy. Khi mà bạn chơi lá bài này, tức là thêm lá bài này vào Pokemon, thì nó sẽ được xem như bất kỳ một cái thể loại Energy nào. Tức là bạn muốn là Energy gì thì nó sẽ trở thành Energy đó nha các bạn. Nhưng mà chỉ trong một lúc đó thôi. Khi mà đặt cái lá bài này vào một Pokemon ở trên sân của bạn thì Pokemon đó sẽ bị nhận một đam counter nha các bạn, tức là bị dính 10 đam. Chúng ta sẽ có thêm một Rainbow Energy nữa. Như lá này mà thêm vào Pokemon GX thì không sợ nữa các bạn. GX hay là EX, bởi vì mấy con đó thì nói chung thì HP của nó cũng cao lắm. Và đây chính là nửa bộ bài của nhà vô địch. Thì chủ yếu trong đây các bạn có thể thấy thì toàn là Supporter các bạn. Hầu hết là Supporter, Energy cũng như là mấy cái lá item hỗ trợ. Và dàn quái thú chiến đấu chính của chúng ta thì nằm trong nửa hộp này. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem bên trong nha các bạn. Và rồi, đây chính là Heavy Ball các bạn. Bạn có thể tìm một bài của bạn Pokemon với cái Retreat Cost, tức là cái chi phí rút về là 3 năng lượng hoặc nhiều hơn, cho đối phương xem và thêm nó lên tay. Chúng ta sẽ có Pokemon là Wimbot các bạn, với kỹ năng Ability là Wim Out. Trong lượt của bạn thì Pokemon này sẽ không có tốn bất kỳ cái Retreat Cost nào hết. Kỹ năng của nó là Snore, gây ra 30 máu nha các bạn. Kế tiếp chúng ta sẽ có thêm một con Wimbot nữa. Một con Wimbot nữa các bạn. Thêm một con Wimbot. Chúng ta sẽ có là Gabrador các bạn. Đây là stage 1 và tiến hóa lên từ con Trumbeat với máu 120. Kế tiếp chúng ta sẽ có là một con Gabrador nữa. Thêm một con Gabrador nữa, nhưng mà cái artwork khác các bạn nha. Đây các bạn, cùng là stage 1 thôi, nhưng mà mỗi con có một cái artwork khác nhau. Thì tương đương nó sẽ có những cái hiệu ứng cũng như kỹ năng tấn công khác nhau. Ví dụ như con Gabrador ở bên tay trái của mình thì có thêm cái kỹ năng là Robotoxin. Nếu Pokemon này mà có cái Pokemon thun cạc mà được thêm vào trong nó thì tất cả Pokemon trên sân chơi, Pokemon trên tay và ở dưới mộ của cả hai người chơi sẽ không có cái Ability, tức là trừ cái con này các bạn. Đây là một những kỹ năng để khóa Ability của các Pokemon ở trên sân cũng trên tay của đối phương và của mình luôn nha các bạn. Kế tiếp tôi sẽ có thêm một con Gabrador nữa. Và chúng ta có là con Trubbies các bạn. Với máu 70, kỹ năng là Acid Ray, gây ra 10 thiệt hại. Chúng ta sẽ có là Trumbeat. Thêm một con Trumbeat nữa. Một con Trumbeat. Và chúng ta sẽ có là Tabulele GX với máu 170 các bạn. Wow. Thêm một con Tabulele nữa. Chúng ta sẽ có là Tabucoco, một Pokemon hệ điện với máu 110 các bạn. Kỹ năng của nó là Flip, Flying và Electric Ball các bạn nha. Một Pokemon hệ điện. Chúng ta sẽ có là Supporter Acerola các bạn. Lấy một Pokemon mà đang có đam counter cũng như tất cả các lá bài mà đã attack vào nó lên tay của bạn. Chúng ta sẽ có thêm một lá Acerola nữa các bạn. Đây sẽ là Choice Ball. Kế tiếp sẽ là thêm một lá Choice Ball nha các bạn. Chúng ta sẽ có là Field Flower. Đây sẽ là Bloodstone. Thêm một lá Bloodstone nữa các bạn. Bloodstone. Bloodstone. Và đây chính là mã chơi Pokemon Online. Thì bạn nào nhanh tay mình nhập cái mã này vào Pokemon Online nha các bạn, để mà có cái bọc bài của cái hộp bài này. Và rồi mình vừa hoàn thành xong video mở hộp bài của nhà vô địch Naoto Suzuki. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên nút subscribe để ủng hộ channel các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.